năm xưa ông vẫn nhờ tôi chăm sóc người yêu hộ đấy thôi. Cũng may là nhờ có anh Long ở nhà giúp đỡ em nên là em mới vượt qua được. Chứ không thì em chết lâu rồi. Mày. Anh Quá, anh làm gì vậy? Anh Long, anh sao không? Hai người. Sao không? Đến tận hôm nay tôi mới nhìn rõ được bộ mặt thật của hai người. Tôi không muốn nhìn thấy các người một lần nào nữa. Nào, chúc mừng. Ra nước ngoài mày khỏe nhá. Em, đừng buồn nữa. Ở nhà giữ gìn sức khỏe nhá. Hôm nay tiến anh ra sân bay nhé. Còn cốc này, tôi mời riêng không? Okay. Ở nhà mạnh khỏe nhá, làm ăn tốt. Để ý Nhung giúp tôi. Ok. Sang bên đấy học tập cho tốt. Chuyện ở nhà cứ để tôi lo. Và nhớ là sang đấy đừng có làm gì để em Nhung thất vọng đấy. Bạn yên tâm, khi về đừng quên tôi là được. Làm sao tôi quên được các bạn. 100% nhá. 100%. Qua bên đó tôi sẽ nhớ anh em lắm đó. Ok. Còn em, khi về anh sẽ làm đám cưới với em. Anh nhớ đấy. Anh cứ yên tâm đi đi. Ở nhà em sẽ chăm sóc bố mẹ hộ cho. Anh cảm ơn em. Thôi chúng mình uống đi. Nè. Vô. Kể ra cũng khó phết đấy. Ông thì đi biển biệt 5 năm mà người yêu ông thì lại sinh như hoa hậu thế này. Khó tôi quá. Thế thì tôi mới nhờ ông. Ông có giúp được không? Chắc chắn là phải giúp rồi. Nói cho vui vậy thôi. Chứ tôi tin tưởng Nhung mà. Thôi, cũng muộn rồi. Tôi xin phép bạn đưa Nhung về nghỉ trước. Ok bạn. Gặp lại bạn sau nhé. Ok. Đi em. Hey, làm gì mà thân thờ đây em? Dạo này sao? Có hay liên lạc với thằng bạn này không? Em có, em vẫn liên lạc thường xuyên anh ạ. Hai đứa giận nhau sao mặt như đâm lê kia em? Em buồn quá anh ạ. Thôi nhá, chuyện này để anh tính sau. Bây giờ anh phải có chút việc, anh phải đi trước rồi. Sao thế này? Em đau quá anh ơi.
rồi à? Không ăn nè. Sao chồng mình à? Vui thế. Vui thế. Sao ơi. Sữa nè. Sữa. Hai mẹ con ở nhà. Thôi ơi, anh đi về rồi. Ôi trời ơi, ở nhà ngoan không? Ơ kìa Nhung, em bị làm sao đây kia? Sao thế anh? Em soi gương xem. Ôi, gì thế này? Em mà chảy màu cam hay sao á? Chắc là dạo này em suy nghĩ nhiều nên là bị chảy máu cam anh ạ. Em phải xem thế nào đi khám đi, chứ để lâu như thế không được đâu. Để hôm nào rảnh em đi khám sau. À, tháng này anh lấy lương hơi muộn. Cầm lấy chi tiêu này. Em xin. Thôi cho con đi ăn đi. Phải đi luôn rồi. Nấu nè. Nấu nè. Chào anh. Chào hai mẹ con. Em xin. Anh thế nào? Mẹ. Anh đi làm về mệt không? Cũng không mệt lắm. Em ở nhà có mệt không? Em bình thường ấy. Tôi vừa mới về. Vâng, ok. Hai người. Chuyện gì thế này? Nhung. Ơ bố ơi, ai đây? Con gái đứng xuống để bố nói chuyện nhá. Nhung, em có biết là anh mong chờ từng ngày, từng tháng về để gặp em. Anh đã gạt đi tất cả những tin đồn về em. Còn mày, mày có phải là thằng bạn thân chí cốt của tao năm xưa không? Sao mày dám làm vậy? Năm xưa, ông vẫn nhờ tôi chăm sóc người yêu hộ đấy thôi. Cũng may là nhờ có anh Long, ở nhà giúp đỡ em. Nên là em mới vượt qua được. Chứ không thì sẽ chết lâu rồi. Mày, mày bất giận. Anh Quang, anh làm gì vậy? Anh Long, anh sao không? Hai người. Sao? Đến tận hôm nay tôi mới nhìn rõ được bộ mặt thật của hai người. Tôi không muốn nhìn thấy các người một lần nào nữa. Có việc gì thì nói nhanh lên. Tao không có nhiều thời gian cho cái loại bạn bốn mạng của mày. Quang này, mày bình tĩnh nghe tao nói. Đi trước khi tao nói, tao muốn mày đọc lá thư này. Để tao xem, mày còn định nói gì đây? Em có thai với anh Quang rồi. Thế phải là chuyện vui chứ sao lại buồn? Mày em báo với thằng bạn anh chưa? Em không thể nói được anh ạ. Bây giờ sự nghiệp của anh Quang nó phát triển. Em mà nói sợ lại lỡ dở cho học hành của anh đấy. Cũng đúng. Thế nhưng em phải cho bố mẹ nó biết chứ. Anh đừng nhắc đến ông bà đấy nữa. Chính họ đã không thừa nhận đứa cháu này. Lại còn miệt thị em, đuổi ra khỏi nhà nữa. Dạ bác ơi, nhưng cháu với anh Quang yêu nhau mà bác. Bác thì bác nói thẳng với cháu. Tức là bây giờ con gái mình tuổi xuân thì nó có hạn thôi. Thế cho nên con cứ nghe bác, thằng Quang là bác con đi rồi, con ở nhà con gặp ai thì con cứ kết đôi kết lứa với người ta. Để cho nó khỏi rắc rối, mà nói thật mà nhà bác thì không có hợp.
Nhưng mà cháu với cả anh Quang có bầu với nhau rồi ạ. Ui giời ơi, lại còn bầu bí bí. Rồi ôi, tôi thì chán quá. Cô à, con gái còn đứa gì mà nhẹ dạ thế con. Mà gia đình này tôi không có đồng ý. Đây đây đây, này cô nhìn này. Này cô nhìn bà, này. Sao vậy ạ? Thôi, con gái con đứa thế này là tôi cảm thấy đau đầu lắm. Bầu bí thế này thì bác không biết bầu bí của ai đâu. Ôi, sao bác lại đối xử với con như vậy? Thôi, lần sau đừng đến đây nhá. Lần cuối cùng đấy. Kể ra thì cũng khó cho em. Hay là anh báo cho thằng Quang nhé. Không được. Bằng mọi giá anh phải giữ kín chuyện này cho em. Tháng này anh lấy lương hơi muộn. Cầm lấy chi tiêu này. Thôi anh đừng làm thế nữa, em ngại lắm. Anh cũng có cuộc sống gia đình của anh mà. Anh cho em mãi rồi. Con cứng đầu này. Anh cho đứa cháu chứ anh cho gì mày đâu. Mày không thương mày thì mày phải thương con mày. Này, em không thể ích kỷ như thế được. Dù gì nó cũng là con gái của thằng Quang. Phải cho bố con nó nhìn mặt nhau chứ. Thôi anh ạ, chuyện gì đến rồi sẽ đến. Hiện tại em vẫn lo được cho Sóc nên là không phải nói ra đâu anh ạ. Thôi chuyện này thì tùy em, anh chỉ góp ý đến đấy thôi. Nếu có khó khăn gì thì cứ alo cho anh. Chăm sóc con gái của chúng ta, nó đã thiếu thốn tình cảm của anh trong suốt 5 năm qua. Hãy luôn nhớ rằng em mãi yêu anh. Em phải cảm ơn anh Long vì đã giúp đỡ hai mẹ con em. Long, chuyện này là sao Long? Đây là con gái của tôi. Đây là con gái của ông. Thế còn Nhung, Nhung của tôi đâu? Nhung đã chết. Trời ơi. Trước khi nó chết, nó thanh thản vẫn nhắc tên mày. Con lại đây với bố nữa. Ủa? Đây mới là bố đẻ của con. Con ra với bố con đi. Con gái, bố có lỗi với mẹ con nhiều lắm. Con về với bố nhá, bố sẽ bù đắp cho con. Sóc này con. Dạ. Con có nhớ người bố mà mẹ Nhung hay nhắc không? Bố con đây.